từ điểm ngã tư La trên quốc lộ 39A, chạy theo con đường 224 đi qua Trạm Chay và đến ngã tư Cống Rút, ta rẽ trái và đi thẳng theo con đường Vành Đai 5 đến ngã tư Việt Yên, thì rẽ và đi tiếp là về đến làng văn hóa thôn Ngũ Đông. Cái làng nơi đây không biết có từ bao giờ, bằng sự kiến tạo bồi đắp phù sa của hai dòng sông, sông Hồng và sông Luộc, mà mảnh đất nơi đây được hình thành và kết hợp với sự khai phá không mệt mỏi. Trải qua bao thế hệ, con người nơi đây gian truân vất vả, chống chọi với thiên nhiên giặc giã, khai khẩn đất đai, quật thổ bồi cư, dựng nên làng xã ngày càng đông vui và sầm uất. Từ trong sự nghiệp vĩ đại đó đã hun đúc lên được một truyền thống đặc trưng là cần cù, thông minh và sáng tạo. Đã từ lâu mảnh đất nơi đây nằm trong vùng phân hiến văn hóa Thần Khê Duyên Hà với nhiều địa danh tên tuổi và đã được ghi lại trong lịch sử nước nhà. Trong đó có nhiều di tích lịch sử, đền, chùa, đình, miếu của làng. Về với Ngũ Đông thân yêu là ta về với mảnh đất của miền quê Thanh Bình, nơi cây đa, giếng nước, sân đình, hào hùng truyền thống đánh giặc, giữ gìn non sông đất nước thân yêu. Trong cuộc sống, làng Ngũ có cái tên gọi từ xa xưa, mảnh đất và con người nơi đây cũng hiền hòa như cái tên gọi đó. Nhưng có ai biết được trong lịch sử của làng còn ghi lại biết bao kỳ tích mà con cháu ngày nay mãi mãi tự hào. Làng ta, cái tên làng Ngũ Đông xưa kia chiêm trũng sình lầy nhỏ bé, thì ngày nay đã trở thành cái làng chủ phú tấp nập đông vui. Theo lịch sử, tên gọi Hán Nôm là một trong 76 làng cổ Duyên Hà xưa, lai lạc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chúng tôi là những người làm chương trình về thăm tổ tự quản số 9 thôn Ngũ Đông đang từng ngày thay đổi những con đường bê tông thẳng tắp. Hai bên đường là những tòa nhà được xây dựng kiên cố khang trang, và đi sâu vào trong các đường ngõ được thiết kế uốn lượn quanh các ao hồ, thật là vẻ đẹp như đã được thiên nhiên trao tặng. Nhiều gia đình phong cảnh thật hữu tình, không nơi nào mà có được. Gặp gỡ bà con vui vẻ trả lời. Trong tổ luôn duy trì tốt về mọi mặt, nhân dân đoàn kết thương yêu, biết động viên nhau trong lúc khó khăn, vui buồn có nhau. Đặc biệt là duy trì được phong trào đêm hội trăng rằm cùng các cháu. Hàng năm cứ vào tháng 8 là trong tổ lại hừng hực khí thế, tinh thần tấm lòng vàng ủng hộ đêm trăng của đa số các hộ gia đình, tạo lên được phong trào vầng trăng yêu thương. Được sự quan tâm đường lối lãnh đạo của ông tổ trưởng tổ tự quản số 9 thôn Ngũ Đông Ngô Quang Đại, là một người năng động, nhiệt tình về công sức và vật chất. Tinh thần và sự năng động của ông đã dẫn đến sự thành công nhiều năm là do sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong tổ. Ngày vui hội trăng rằm năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã ghi hình trực tiếp đêm ca múa nhạc và phong cảnh quê hương gửi đi khắp miền Tổ quốc. Với những ngày chuẩn bị cho công tác trước và trong đêm biểu diễn đã được an toàn và thành công rực rỡ, thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của các cháu
về công sức cũng như kinh tế, chúng tôi xin được cảm ơn các ông bà và các gia đình như gia đình ông bà Khoáng, anh chị Tuấn Hương, gia đình bà Mai và anh chị Phúc Thoa, gia đình ông Đại, bà Sen, gia đình bà Loan và anh chị Bình Trang, gia đình bà Nhung, gia đình anh chị Tài Lan, gia đình anh chị Dơn Huyền, gia đình anh chị Đình Len và gia đình ông bà Dậu Hiên, gia đình anh chị Thắng Anh, gia đình anh chị Hanh Quỳnh và rất nhiều các gia đình trong tổ, cùng các ông bà và bạn bè xa gần gửi thư và quà về chúc mừng ban tổ chức vui hội trăng rằm năm 2019, tổ tự quản số 9 thôn Ngũ Đông. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông.
con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm. Hãy subscribe.
so dõi là đội viên gương mẫu đi lên.
chơi nha chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chú Phong ạ. Chúng ta cùng đổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiếng hát của chú Phong. Trước hết xin chúc quý khán giả sức khỏe, thành đạt. Gió ơi, gió vẫn lặng. Mây ơi,
ơi vẫn hồng. Trở thành Tết của thiếu nhi cả nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn dành những tình cảm yêu thương và sự quan tâm sâu sắc tới các cháu thiếu niên nhi đồng. Trung thu nào, người cũng gửi cho các cháu những dòng thơ đầy cảm động. Trung thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây Bác tiếp mấy dòng gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung. Đón trăng nhớ Bác Hồ. Đêm Trung thu năm nay được sự nhất trí và ủng hộ của chi ủy, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thôn, tổ tự quản số 9 thôn Vũ Đông tổ chức Tết Trung thu với chủ đề Đêm hội trăng rằm cho các em thiếu niên và nhi đồng với biết bao điều lý thú và bổ ích. Về dự đêm hội trăng rằm hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng được giới thiệu các đồng chí đại diện cho cơ sở thôn Ngũ Đông về dự. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sự có mặt của các quý vị đại biểu khách quý, của toàn thể nhân dân, của các em thiếu niên và nhi đồng trong tổ tự quản. Sự cổ vũ của toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân cùng các em thiếu niên và nhi đồng thân mến, để tổ chức được một đêm Trung thu thật vui và ý nghĩa hôm nay chính là sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo của các cấp, các ban ngành đoàn thể, các nhà tài trợ và của toàn thể nhân dân.
Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Đại, là tổ trưởng của tổ tự quản số 9 thôn Ngũ Đông, lên phát biểu và khai mạc đêm hội trăng rằm ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ công các bà trong tổ tự quản số 9, kính thưa toàn thể nhân dân, hòa chung không khí chung của cả nước, hôm nay tổ tự quản số 9 chúng tôi làm lễ tổng kết đêm hội trăng rằm cho các cháu. Đêm hội trăng rằm để cho các cháu có phấn khởi bước vào năm học mới, cho các cháu có một sân chơi đầy ý nghĩa của tuổi thơ. Cho phép tôi được thay mặt cho tổ tự quản xin chân thành cảm ơn các cụ công các bà và toàn thể nhân dân trong tổ đã đoàn kết một lòng tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu. Cảm ơn và tất cả các mạnh thường quân đã giúp cho chúng tôi hoàn thành đêm hội trăng rằm hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, kính chúc toàn thể nhân dân mạnh khỏe, chúc các cháu thiếu niên nhi đồng chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Cho phép tôi được phép tuyên bố khai mạc đêm hội trăng rằm được bắt đầu. Số 9, một lần nữa thì trân trọng cảm ơn ông. Và làm theo chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Ngọc Phương, đại diện cho cơ sở thôn Ngũ Đông, lên tặng hoa và chúc mừng đêm hội trăng rằm của tổ tự quản chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng. Một người bụng phệ mặc áo dài, thường là màu đỏ, tay cầm quạt,
dãy xô khai quẩy, mang mặt lạ tâm địa. Và chúng ta vừa đến với tiết mục rất đặc sắc trong đêm hội trăng rằm hôm nay, đó là tiết mục múa lân do các bác, các chú, các anh trong đội tiểu đoàn số 9 gửi tặng tới tất cả quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, các em thiếu niên và nhi đồng trong đêm hội trăng rằm hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, và để mở đầu cho chương trình đêm giao lưu văn nghệ, đêm hội trăng rằm hôm nay tại tổ tiểu quản số 9, xin mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, các em thiếu niên và nhi đồng cùng đến với bài nhảy aerobic do các em nhi đồng tổ tiểu quản số 9 biểu diễn. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục đầu tiên trong đêm hội trăng rằm hôm nay. Số 9 của chúng ta ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tiếng hát của anh Xuân Mười sẽ trở về phía sân khấu vui chung cùng các em thiếu niên và nhi đồng tổ tự quản số 9. Xuân Mười xin kính chào toàn thể quý vị, các cô, các chú, anh chị và các bạn. Rất vui Xuân Mười để được trở về để dự một cái đêm rất đặc biệt của các cháu thiếu niên và nhi đồng tại quê hương Ngũ Đông chúng ta. Để trở về với chương trình thì xin mời quý vị chúng ta cùng trở về có một sáng tác của nhạc sĩ Đình Phương Long, bài hát được mang tên Gần Lắm Trường Sa. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức. Thank you.
tiếng nói rằng Trường Sa lắm em ơi, nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ bên đồng đời yêu thương, chỉ có loài chim biển sông tổ điệp trùng quanh đảo chúng xa nhau. Trường Sa sóng cuồng bão dần đảo quê, anh vẫn đêm nay dự biển khơi thương nhớ xa với người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên anh Trường Sa luôn bên em, vẫn dần bên em vì Trường Sa luôn bên chảy quen và
đây cũng là nội dung của bài múa Dòng Máu Lạc Hồng do các cháu thiếu niên tổ tự quản số 9 biểu diễn. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục này. Thank you.
đến với bài múa Những Lá Thuyền Ước Mơ do các cháu nhi đồng tổ tự quản số 9 biểu diễn. Và chúng ta cùng dành cho các bé một tràng pháo tay thật lớn ạ. Có điểm vui thì sau mỗi tiết mục rất mong những tràng pháo tay từ phía quý vị. Chúng ta sẽ dành cho các em thiếu niên và nhi đồng tổ tự quản số 9 những tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho các em. Đấy, các ông, các bà, các cô, các chú, các bác, và chúng ta đã trở về đây để cổ vũ cho các em thiếu niên và nhi đồng của tổ tự quản số 9. Và bây giờ thì xin mời quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, các em thiếu niên và nhi đồng, chúng ta cùng đến với các em với bài múa Những Lá Thuyền Ước Mơ. Tôi đi xem để thấy những
nào không trên quê hương ta nó cố tìm đồ đầy chung tình. Tình là đồng ruộng bao la, tình là đình làm cây đa, hương tình yêu ai vui vui xót trên đất hồi phù sa. Bên con sông đưa thái cung tiên hương đỏ này văn về xưa, nghe xa xa câu hát thoáng buồn về quanh điểm xưa. Số 9 đã gửi tới toàn thể quý vị đại biểu khách quý và nhân dân với bài múa ngợi ca quê hương. Và để liên tục chương trình văn nghệ đêm hội trăng rằm hôm nay, xin mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, các em thiếu niên và nhi đồng cùng trở lại với các em nhi đồng của tổ tự quản số 9. Liên tục chương trình đêm hội trăng rằm hôm nay, xin mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, các em thiếu niên và nhi đồng cùng trở lại với và các chị, các bác tổ tự quản số 9 với bài múa đặt cho ta một mùa xuân. Và chúng ta cùng được một tràng hoa tay thật lớn để gặp lại. Anh đến quê em
một mùa chiều nắng ấm, xin hát dân ca du dài theo sóng Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt bề lề cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong lòng trong mưa lúa vẫn lên xanh non, mà trong bao trong bao vẫn sinh sôi Thái Bình ơi. Sao mà yêu đến thế? Anh yêu yêu diêm biên hàng về lao gió bạc, biên đi lòng bát lại biên đồng sâu. Anh đi qua con sông sâu, sông sâu đã bắt cầu về đồng thời, anh thương em anh đó. Em về tôi chiếu hoa cho anh trai dương nhan, mời thầy mẹ sáng trưa nay viết lên câu Thái Bình ơi, sao quả vui đến thế? Để quên anh và quên em có những cánh đồng thật cảnh cỏ bông, và đã có dân hồng mưa thương nước chảy. Anh đến quê em một chiều nắng ấm, cùng hát dân ca du dài theo sóng Thái Bình ơi Thái Bình, đặt bề cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong lòng trong mưa lúa vẫn lên xanh non, mà trong 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 đất dân vẫn cứ sinh sôi Thái Bình ơi. Bài hát song ca nắng ấm quê hương, và để liên tục chương trình là
văn nghệ đêm hội trăng rằm hôm nay. Xin mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, các em thiếu niên và nhi đồng cùng đến với bài múa Đảng cho ta một mùa xuân do các chị các bác tổ tự quản số 9 biểu diễn. Thank you.
đại biểu khách quý cùng tất cả các bậc phụ huynh, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật là giòn giã cổ vũ cho các bé trên sân khấu lúc này ạ. Và với tuổi thơ thì bác thường nói trẻ thơ như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Bác mong các cháu mau khôn lớn xây dựng non sông tổ quốc nhà. Một lần nữa xin được kính chúc tất cả các bé thiếu niên nhi đồng có một Tết Trung Thu tràn ngập niềm vui và đầy ý nghĩa. Có lẽ rằng là một ca khúc tiếp theo xin được dành cho tất cả các bé, và xin mời các bé chúng ta trở ra sân khấu để cùng với cô hát ca khúc này. Các con ơi, chiếc đèn đằng sau. Quý vị hãy dành tặng cho tất cả các bé cùng với tôi một tràng pháo tay nho nhỏ để chúng ta bước vào ca khúc Chiếc đèn ông sao để cùng chúc mừng Trung Thu cho các bé. Nào bây giờ các con xếp hàng nha. Các làm gì các con làm nháy nha. Tất cả quý vị chúng ta hãy vỗ tay lên nào. Chiếc đèn ông sao sớm cánh rơi mỏ tay ca đòi qua ngày xưa, cầm đèn sao em hát vang xa, đèn sao xây hồ thầm biết bao. Trong tổ tự quản số 9 biểu diễn, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục Bức họa đồng quê. Chim non đang xiu xiu xin hót tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá già.
Số 9 sẽ bước ra sân khấu cùng với các em thiếu niên và nhi đồng. Trân trọng kính mời ông sẽ bước ra phía sân khấu để tặng quà trung thu cho các em thiếu niên và nhi đồng tổ tự quản số 9. Xin mời các em thiếu niên và nhi đồng cùng ra.